Sáng nay con mới chiên á. Ngon không? Cái hộp cơm nè. Dạ. Con thấy không? Nó rất là giòn nhưng mà nó không có bị cứng. Nó mà con nêm nếm rất là vừa luôn. Con biết sao không? Trong ba đứa, con là cái đứa có thể nối nghiệp mẹ. Ráng đi, mốt mẹ truyền ngôi cho. Rồi muốn truyền ngôi cho con mà sang quán làm chi? Hồi sáng nay khách tới khách hỏi thăm quá trời luôn. Mà con có biết nói sao đâu. Con cứ nói với khách là nhà mình hết bán rồi, đặng khỏi sốc ruột, khỏi tiếc nuối. Không lẽ không có khách nào khác hả trời? Thì tự nhiên rồi sang quán. Có cái gì đâu mà sao rần rần vậy trời? Bây giờ mẹ bán lâu quá rồi, mẹ chán rồi, mẹ muốn nghỉ ngơi rồi. Bình thường thôi mà con. Rồi nay Minh nó có ăn sáng ở nhà không vậy? Nè, mai mốt á, con đừng có chiên cơm cho anh hai của con ăn sáng nữa, hiểu không? Con nấu cái đồ gì nước nước á, nó giống y chang mẹ. Buổi sáng á, mình ăn cái đồ nước á, thì nó sẽ dễ nuốt hơn, hiểu không? Chị ba lo cho mẹ lắm á. Chứ không phải là bây giờ nó đang sắp xếp đồ đạc để nó đi ra khỏi nhà hay gì? Đâu có. Mẹ lúc nào cũng vậy vậy ta. Mẹ thừa biết chị ba lo cho mẹ như thế nào luôn á. Cứ như vậy hoài à. Mẹ, mình chở mày về hả? Không, không có về. Mà nè, con á nha, mai mốt con cũng không cần lên thăm mẹ thường xuyên đâu. Mà tỷ dụ có lên á thì cũng không cần phải nấu nướng về mang lên cho mẹ. Ở trong chùa thiếu gì đồ ăn. Với lại mẹ đâu có giống ba con. Trời ơi, mẹ cần cái gì mẹ tự lo cho bản thân mẹ được. Nè, đi về á, làm cho mẹ một cái tấm bảng nè, hiểu không? Là sang quán, rồi treo ở trước cửa quán cho mẹ nghe không? Ôi, nói từ nãy giờ rồi mà còn bắt sang quán nữa. Thì ta nói cứ làm đi. Nó nói là cãi thì ghét cái dòng mà nó hả, nói cái là cản, nói cái là cản liền. Con về con nói với mọi người á, khỏi lên thăm mẹ đi. Đừng ai lên thăm mẹ, nhất là ba con. Ba con sao? Đàn ông gì mà hở một chút bỏ nhà ra đi. Mẹ không có về đâu, coi ổng sao. Ăn xong con chở mày về nha. Không. Đi. Không. Nha. Yeah. Chấm sửa được không đó? Mà tôi kệ. Về gì thợ bảo trì cũng chưa tới. Con muốn làm gì con làm. Ủa? Chị tới nào xong gọi điện cho em để em ra đón. Tôi tiện có việc đi ngang qua nên ghé. Cái máy này làm sao vậy? Trục trặc hả? Dạ tự nhiên cái nó ngừng hoạt động mà không biết lý do gì nữa. Nhưng mà em kêu thợ bảo trì rồi. Vậy ai đang sửa đây? Nhân viên của em. Nó nói nó sửa được. Nhân viên, có sửa được không? Ai biết. Dạ, con chào cô ạ. Con sửa được máy hả? À, dạ, hồi trước con có phụ mấy anh bảo trì sửa máy, nên con cũng học được chút đỉnh. À... con sửa xong rồi, để con thử lại nha cô. Ừ. Đã nói rồi,
đợi thợ bảo trì người ta tới người ta sửa. Ta không biết rồi còn bày đặt tương tước làm ơn dễ ăn tiền của ngoại lắm vậy. Được vậy là tôi sửa lâu rồi. Để con thử lại nha cô. Thôi khỏi sửa, ta không biết thì sửa làm chi, đợi bảo trì tới người ta sửa. Lì chưa, cứ để đó đi. Trời ơi. Cho ngáp bậy rồi lời bày đặt của con đây, lần sau cô có để con làm cho không? Sao, cô tự làm được mà. Cảm ơn cô ạ. Vậy là trước đây My đã từng làm ở nhà máy lụa hả? Dạ, từ hồi học cấp 3 con đã đi làm thêm rồi ạ. Con làm nhiều chỗ lắm, nhà hàng, nhà máy, siêu thị, trang trại, chỗ nào cũng làm qua hết rồi. Ngày xưa cô cũng vậy, đã từng làm qua rất nhiều việc. Dạ, con có biết, con có đọc trong sách của cô. Thật ra cô là thần tượng của con đó ạ. Con biết mình không được giỏi như cô, nhưng mà con cũng ước mơ sau này mình cũng sẽ đạt được một điều gì đó giống cô. Biết đâu sau này My còn giỏi hơn cô ấy chứ. Dạ không có đâu cô, con còn nhiều thiếu sót lắm. À, con có đọc cuốn sách mới nhất của cô rồi, con thích lắm. Nhưng mà con thích nhất là cuốn Làm sao để đưa ra quyết định. Cuốn đó lâu rồi mà. Dạ, cuốn đó con cũng đọc lâu rồi. Nhưng mà những chuyện cô kể trong đó rất giống với chuyện của con, nên con cứ nhớ hoài luôn. À, vậy là My và mẹ của My cũng... Con với mẹ con cũng không có hợp nhau lắm. Vậy đã bao giờ My hỏi mẹ là tại sao mẹ sanh con ra không? Chắc chắn sau này con sẽ ân hận về câu nói đó. Cô ngày xưa cũng vậy. Cô đã ân hận sau khi mẹ cô mất. Lúc cãi nhau với mẹ thì hăng lắm, cho rằng cái gì mình cũng đúng. Nhưng mà càng lớn càng thấy mình thật là ngu ngốc. Mẹ đây. Mẹ à? Mẹ gọi con mẹ. Vừa nãy con ở trên công trường nên là con không nghe được. Ừ, mẹ chỉ hỏi thăm công việc của con thôi mà. Ngày mai con gặp nhóm thiết kế bên đó này. Vậy là tốt rồi, con trai của mẹ sẽ làm được mà. Con làm việc đi nhá. Dạ vâng ạ, con chào mẹ. Bye con. Con trai cô gọi. Con thấy cô với con trai nói chuyện y như bạn bè thân thiết vậy đó. Cô và con trai cũng khá hợp nhau. Đây Hằng, đẹp không Hằng? Ờ, đẹp. Bà có coi đâu mà bà nói đẹp. Sao tới giờ anh chưa vừa gọi cho mình nữa? Bà rủ tụi tôi đi chơi mà suốt ngày cứ ôm cái điện thoại hoài vậy hả? Hay là bà gọi cho người ta luôn đi. Không có được, tôi cũng có cái giá của tôi chứ bộ. Thì bà kiếm lý do để bà gọi cho người ta. Kiếm lý do hả? Thanh Hằng nhắn tin nói cảm ơn về bữa đó kìa. Giờ anh trả lời làm sao đây? Thấy tôi không hỏi thăm này là kiếm cớ nói chuyện đúng không? Ê Cường, giờ trả lời làm sao? Kệ cổ đi, không cần trả lời gì hết. Bởi mày đẹp trai quá chị Cường. Anh ơi. À dạ. À, nay quán mình có bán không anh? À dạ nay quán không có bán chị ạ. À, vậy mai quán mình có bán không ạ? À, tại nhà em có tiệc, em định đặt vài món á. Dạ tại mẹ em có việc bận á, em cũng không biết bao giờ bán lại nữa. Vậy thôi,
Có gì mà em quay lại nha. Dạ. Em cảm ơn. Cảm ơn hai chị nha, hai chị thông cảm. Dạ. Mi Mi. Con chào hai cô. Sao sang quán vậy con? Bộ nhà có chuyện gì hả? Dạ. Trời ơi, mẹ con mà nghỉ bán là con không biết mua đồ ở đâu luôn á. Đúng rồi đó. Có cái quán này chứ tiện lắm á con. Chỉ cần chạy ù ra là có bữa ăn ngay luôn á. Vừa tiện lợi mà vừa ngon nữa. Thiệt cô không có thấy ai nấu ngon như mẹ con luôn á. Con cảm ơn hai cô đã ủng hộ mẹ con. Nhưng mà bé Mi, mẹ con không khỏe hay sao mà sang quán vậy? Dạ. Hay là Hường Minh nó không có cho mẹ con bán nữa? Chắc đúng nè. Thằng Minh bây giờ nó thành đạt quá rồi. Nó không muốn mẹ nó cực khổ phải không? Thôi hai cô đi nha. Xin chào hai cô. Sao mẹ không lên giường ngủ mà ngủ ở đây? Nếu mà mẹ ngủ trên giường mẹ dậy không có nổi. Nhưng con ngủ trên giường con dậy được mà. Mẹ... Con để im cho mẹ ngủ đi, tối mẹ thức chăm bà nội mẹ ngủ không có được. Vợ thằng Quốc đâu rồi? Mà lại trốn đi ngủ nữa phải không? Dạ, mẹ con nghe mẹ. Sao tối ngày mẹ cứ đi ngủ? Không. Đi ngủ không vậy hả? Con không có đi ngủ. Mày đừng có nghĩ rằng là tao bệnh. Người ta không có biết nha. Bây giờ tao ỉ ra quần rồi nè. Mày lấy đồ mày thay cho tao đi. Rồi đem ba cái mền này nè. Đi giặt đi. Dạ, dạ. Không mẹ ơi. Mẹ nằm nghỉ đi. Mẹ nằm nghỉ đi rồi con đi làm đi. Sáng nay mẹ đã nấu rồi, sao bây giờ mẹ còn nấu nữa? Thì có người đặt thì mẹ phải nấu thôi. Nhưng mẹ nói, mẹ đi bán về mệt lắm rồi mà. Mẹ mà sao mẹ không nghỉ đi? Mẹ mà nghỉ thì lấy tiền đâu cho tụi con ăn. Sáng nay mẹ đã bán nhiều tiền rồi mà, đâu cần bán buổi chiều nữa đâu. Đúng là con nít, tiền không bao giờ là đủ hết á. Bộ, con không biết là nhà mình đang cần nhiều tiền lắm hả? Vậy mẹ chỉ còn nhiều tiền thôi hả mẹ? Cái con bé này, thôi con đi ra ngoài chơi đi, không có đứng ở đây nữa, khói cay mắt con lắm nè. Thì đương nhiên là mẹ cũng cần tiền để lo cho gia đình. Nhưng mà mẹ cũng thích nấu ăn nữa. Con không thấy á, mỗi lần mẹ nấu ai cũng khen mẹ nấu ăn ngon hả? Nè con ăn uống á, con làm ơn rác á, con đem ra cái kia kìa, cái thùng rác đó con bỏ vô giùm đi. Sao con giục lung tung vậy? Ủa cô đang quét á thì cô quét luôn đi. Nè nè, con đừng ăn nói ngang ngược vậy nha. Cô mới ngang ngược á. Ở đây mà sạch sẽ thì mướn cô vô đây làm cái gì? Ở đây có rác mới mướn cô vô quét rác đó. Nè, con ăn nói kiểu gì vậy hả nhỏ nè, kia? Chị có biết đây là đâu không? Đây là chùa đó. Mỗi người phải tự có ý thức chứ. Chị dục rác lung tung người ta nhắc nhở chị còn la lối nữa. Ủa, ở đây là chùa thì sao? Ở bất cứ đâu, ở nơi công cộng cũng cần có người dọn rác. Tôi đang tạo công ăn việc làm cho bà đó ha. Bộ chị chưa bao giờ đi chùa hết hả? Ở đây tất cả mọi người đều làm công đức hết á. Không ai làm công ăn lương hết trơn á. Còn chị nữa, đi chùa mà ăn mặc kiểu như vậy thì tôi nghĩ chị nên đi ra khỏi chỗ này đi. Ủa,
Cô đừng thấy cô đẹp, cô giàu, cô muốn nói gì cô nói nha. Ủa, thời đại giờ 4.0 rồi, ăn bận sao là quyền của tôi. Ủa, chị muốn làm lớn chuyện không? Tôi mà đưa lên mạng ha, cái mặt hết đẹp đó nha. Giờ chị muốn đưa lên mạng phải không? Chị thấy camera kia không? Để tôi đưa lên mạng coi ai đúng ai sai cho biết nha. Giờ sao, muốn đưa lên mạng phải không? Ủa, cổ quét rác thì tôi nhờ cổ dọn rác, có gì đâu sai. Cô điên rồi. Nè, muốn đi thì phải xin lỗi người ta một tiếng mới được chứ. Chuyện của bà liên quan gì tới cô? Buông ra. Tôi đang thay mặt gia đình chị dạy dỗ chị đó. Nói chuyện với người lớn mà hỗn hào vậy là không được. Xin lỗi mau. Thôi, ngon lên. Thôi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Buông. Tôi nói chị biết nha, đây là mẹ của tôi, mẹ cứ để coi con dạy cho bà một bài học. Trời ơi, nói nghe nè, mình vô chùa cái tâm mình phải tịnh, con hiểu không? Còn con á, cô vô đây là cô làm công quả, cô không ăn đồng xu cắt bạc nữa hết á, con sai rồi. Nè. Sai xin lỗi thôi. Nói gì đó, nói gì đó. Thôi đi mẹ, đau tay đau chân mà cứ quét quét dọn dọn hoài á. Trời ơi con ơi, ở đây là chùa không phải nhà mình đâu, con cứ đừng có làm ầm ĩ lên như vậy. Mẹ không muốn con làm ầm ĩ thì mẹ đi vô kia nghỉ ngơi đi. Con bị cái gì vậy? Mình đang tá túc ở chùa thì mình phải làm công quả như mọi người chứ. Mà nói nghe nè, mẹ rất là khỏe luôn. Mẹ cảm thấy hả, mẹ quét xong rồi á, người mẹ nó rất là sảng khoái luôn. Nhiều khi hả, mẹ ở chùa thời gian cái mẹ hết đau dò luôn á. Giờ mẹ tính sao? Mẹ tính ở đây luôn hả? Thôi mà cái chuyện của mẹ cũng đừng hỏi nữa. Anh hai nó muốn ăn bò kho mẹ nấu kìa. Vậy hả? Để mẹ tranh thủ mẹ về mẹ nấu cho nó. Mẹ lúc nào cũng chỉ biết anh hai, anh hai. Mà thôi, nếu không có chuyện gì con đi về đi. Ủa, nay không đi làm hả? Vậy còn vụ cái quán mẹ tính sao? Mẹ tính nghỉ bán luôn hả? Mấy cô cứ tới hỏi mẹ đâu rồi còn nói từ giờ không biết ăn gì nữa kìa. Mấy bà đó đãi bôi đó con ơi. Toàn dân nhà giàu thôi, mấy bà thích ăn gì mấy bà đi mua chứ. Nhưng mà mấy cụ nói là không có chỗ nào nấu ngon như mẹ hết á. Thôi mẹ không có bán, không bán buôn gì nữa, mệt mỏi quá luôn rồi. Hay quá chú ơi. Đúng là trời sinh tao ra là để làm ngôn thủ hay sao á. Thấy tao rớ vô cây gậy nào là cái cây gậy đó rất là vừa tay. Đúng. Ủa chú ơi, anh thấy chứ cái gậy này ai cầm cũng vừa tay hết đó chứ. Không vừa tay sao người ta đánh. Rất đúng. Tôi gõ một cái vô đầu mày bây giờ. Chỉ có mấy đứa nhà quê á, dạ, mới nói chuyện như mày thôi. Dạ chú Trí, chào mọi người. Nè, giờ làm việc mà cô đi đâu đó? Nãy trước khi đi có xin phép chú rồi mà. Có không mày? Dạ có, đúng luôn. Giờ tao gõ cái này lên đầu mày có đúng không? Vụ này là không đúng rồi nha chú. Làm việc đi. Dạ. Đổi cây khác. Giờ mình thử cây này. Đúng là đụng tới cây nào là vừa cây đó. Chị ba mới về hả? Mẹ đâu rồi? Mẹ hồi sớm về nấu đồ ăn xong rồi đi lại chị. Rồi còn ba đâu? Ba hồi sớm có việc nên cũng ra ngoài luôn rồi. Lúc mà mẹ về là ba đã không có nhà rồi. Mẹ nấu súp ốc cua cho chị à? Sao không nấu gì cho em ăn ta? Vậy chị ba?
Chị ăn súp cua gì kỳ vậy? Đây là 6 tháng tiền đặt cọc và 6 tháng tiền thuê nhà. Nhớ được, anh cho em ký hợp đồng mới luôn đi. Lần này em muốn ký luôn hợp đồng 3 năm chứ không ký theo từng năm nữa. Nhưng mà cái này thì... Nếu như anh Tài cứ kiên quyết kinh doanh nhà hàng thì em cũng không còn cách nào khác. Nhưng mà em thấy kinh doanh nhà hàng bây giờ cũng cạnh tranh dữ lắm. Em mà có nhiều nhà như anh á, em để cho thuê lấy tiền sướng hơn. Chứ kinh doanh chi cho khổ. Em nói cũng có lý. Ồ, mà sao em đi có mình vậy? Cô Thanh đâu? Rồi vậy thì nếu mà ký hợp đồng thì... Dạ, lần này em sẽ đứng tên trên hợp đồng thuê nhà. Nên mình em đi là được rồi. Vậy ý anh Tài sao? Anh cho em biết em còn tính. Quán em cũng có tiếng mà. Giờ có dọn đi chỗ khác thì khách cũng tìm tới à. Chắc cũng không sao. Dạ em chào chị. Em là Trà My. Em có chút chuyện trục trặc nên không thể tiếp tục thuê nhà nữa. Dạ em xin lỗi chị. Em biết là nếu hủy như vậy là sẽ mất tiền cọc. Nhưng mà em cũng không còn cách nào khác. Chị thông cảm cho em nha. Dạ, cảm ơn chị. Tạm biệt. Nè cô nghe nè chú Trí. Bây giờ cô chạy xuống xưởng liền, coi làm sao. Bây giờ luôn hả? Ừ, nội trong đêm nay phải làm cho xong đó. Sáng mai, ekip sửa chữa mới có thể tới được. Nhưng mà ngày mai, mình lại có phái đoàn nước ngoài tới tham quan xưởng. Vì vậy nội trong đêm nay phải làm cho xong. Vậy nha. Chú chạy nhanh nhanh con nghe chú. Nhanh hả? Dạ. Vậy thì tối nay em sẽ gửi cho bên anh bản thiết kế nhé. Ừ, ok. Dạ. Khi nào có bản thiết kế chi tiết á, anh em mình sẽ bàn kỹ hơn về vấn đề thi công. Có một số chỗ khá là khó đó. Dạ vâng. Ừ. Trời, lại chuyện gì nữa đây? Alo, em nghe chị ơi. Dạ, em có báo với anh Trí bên chị rồi là hôm nay tụi em không có thợ đi sửa được liền cho chị. Dạ, cái chuyện chị gấp thì bên anh Trí cũng nói với em rồi. Với lại công ty em đi khay á cũng là khách hàng lâu năm bên em mà. Bây giờ mà có ai qua sửa được liền là em cho đi liền luôn á chị. Nhưng mà thật sự là không có. Chị thông cảm giùm tụi em đi. Dạ em biết rồi. Bây giờ mà em tìm được ai á là em cho qua chị liền nha. Dạ. Dạ chị. Bây giờ là gọi cho ai được đây? Có chuyện gì vậy anh? Công ty em đi khay. Họ báo là mấy cái ống nước trên trần nhà bị hư. Mà giờ này họ mới báo làm sao anh cho thợ qua sửa kịp. Anh hẹn họ là sáng mai á cho thợ qua xem. Mà hết nhân viên tới sếp cứ điện cho anh liên tục luôn vậy. Vậy anh đã điều người đi kiểm tra chưa? Không có người hay có sao ạ? Thật ra là anh em phòng kỹ thuật hôm nay đi du lịch. Tối nay mới về tới. Nên không có ai đi qua kiểm tra được liền. Mà mấy cái này mà nếu anh biết á là anh chạy qua anh sửa luôn á, khỏi phải chờ. Vậy thì để em chạy qua sửa cho. Mấy cái chuyện này em biết làm mà. Sao được, tự nhiên việc của anh mà chú lại đi làm. Không có sao hết, mấy cái việc này em làm quen hết rồi. Anh kia yên tâm, để em qua sửa cho. Được ha. Thiệt. Ok, giúp anh cái nha. Dạ vâng, ok. Cảm ơn em. Dạ. Xin lỗi đã làm phiền anh giờ này, nhưng vì ngày mai công ty tôi có sự kiện quan trọng nên... Biến thái. Đào mỏ. Đào mỏ. Biến thái. Anh là ai? Sao tự nhiên lại tới đây? Cô...
là nhân viên đây hả? Nghe nói đường ống nước trên trần bị hỏng, tôi tới để sửa. À, anh là nhân viên sửa ống nước hả? Ờ đúng rồi, lần trước anh cũng sửa trong toilet mà. Bây giờ cô mới nhớ đó hả? Lần trước tôi sửa ống nước chứ không hề muốn rình mò gì với cô hết á. Bên Hưng Thịnh nhờ tôi tới sửa, tôi xin phép. Khoan đã, không thể để cho người lạ vô công ty được đâu. Cô nghe không thủng hả? Tôi nói hết rồi còn gì nữa? Cái đó là anh nói thôi, chứ làm sao mà tôi biết được? Có phải bên Hưng Thịnh gọi anh tới không? Nếu không phải tôi thì tôi tới đây làm gì? Ai mà biết được, bây giờ lừa đảo đầy rẫy cả ra. Để tôi gọi chắc cho bên Hưng Thịnh đó. Cô không lừa người ta thì thôi, ai dám lừa cô? Công ty mẹ lại tuyển những người như vậy chứ. Bực cơ mình. Có đúng là bên Hưng Thịnh gọi anh tới không vậy? Goodbye, chuyên gia đào mỏ. Thôi đã, tôi chưa nói xong mà. Anh mau dừng xe lại đi. Anh dừng xe lại đi, tôi chưa nói xong.